Việt Nam mình đi về đâu. Từ ngàn xưa đời ông cha nó, đời ông cha nó là Mỹ dựng lên cho cái chế độ bù nhìn đó, thì ông cha nó làm gì? Ông cha nó đi đánh thuê cho cái bọn giặc Mỹ. Ông cha nó đánh thuê cho bọn giặc Mỹ trả tiền. Ờ, đi ra ngoài trước cho mẹ làm công chuyện đó. Đó anh chị, ông thời cái chế độ mà Việt Nam Cộng Hòa thằng Mỹ dựng lên cho bọn chúng nó, thì ông cha nó đánh thuê, thằng Mỹ trả tiền cho chúng nó. Còn ông cha ta đã hy sinh cho đất nước này đó. Ông cha ta từ ngàn xưa đối diện với giặc Pháp, giặc Mỹ. Ai mướn ông cha ta để đi đánh giặc, để giặc Pháp, giặc Mỹ? Ai trả tiền cho ông cha ta anh chị? Có phải là đất nước Việt Nam chúng ta là tự lực tự cường, tự lực tự cường từ ngàn xưa, từ đánh giặc Pháp, giặc Mỹ, giặc Trung Quốc, giặc bên Bót không anh chị? Thì bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta đánh giặc corona này, là đánh giặc mà nhiễm virus mà virus corona này nè đó, thì cũng như đánh giặc chúng ta toàn thắng nữa. Rồi nó nói là đảng nhà nước ta, đảng nhà nước ta rước nhân dân về là tiền thuế của dân. Vậy hỏi chứ đất nước Mỹ mà chúng nó đang ở và sinh sống đó, đất nước Mỹ nha, chúng nó đang ở và sinh sống, vậy chúng nó đang đóng thuế cho người Mỹ mấy chục năm qua, vậy tại sao người Mỹ không chăm lo cho chúng nó để khi một gia đình mà nhiễm corona hả, nhiễm corona mà chết đó, người Mỹ 4 người, 2 người, 3 người một gia đình đó anh chị. Như vậy đó là người dân Mỹ đóng thuế cho chính phủ Mỹ, mà tại sao chính phủ Mỹ không bảo vệ nhân dân để cho nhân dân, cái người Mỹ chết tới 100 mấy chục ngàn người, nghĩa là tiền thuế của ai? Tiền thuế của ai? Tiền thuế của nhân dân, mà tại sao chính phủ Mỹ không bảo vệ nhân dân để cho một gia đình chết là 2 người, chết 4 người, chết 3 người? Như vậy là đến giờ phút này là chết là 160 mấy 170 ngàn người. Vậy là chính phủ Mỹ ăn tiền thuế của ai? Ăn tiền thuế của nhân dân. Mà tại sao chúng nó ngồi trên nước Mỹ, chúng nó đà quốc người Việt mà quốc tịch Mỹ, mà tại sao nó không phơi phán đất nước Mỹ, mà nó nói là đòi nhân quyền cho người Việt Nam chúng ta? Người Việt Nam chúng ta được đảng nhà nước ta bảo vệ, có người nào chết không? Hay là đảng nhà nước ta đang bảo vệ nhân dân ta trị bệnh Covid-19 miễn phí không tốn tiền, mà chẳng những trị cho nhân dân ta mà còn trị lại cho gì? Cho những người quốc tịch nước ngoài cũng miễn phí nữa anh chị. Như vậy sao? Đất nước Việt Nam ta, đảng nhà nước Việt Nam ta có phải tự lực tự cường và có một cái tấm lòng nhân đạo không anh chị? Nhân đạo với những người quốc tịch ở hải ngoại nữa. Và có tấm lòng gì? Bảo vệ nhân dân, bất cứ nhân dân, dân của đảng Cộng sản ở bất cứ nước nào, nước nào đảng nhà nước vẫn bảo vệ dân, vẫn đi rước dân về. Thì qua một cái viết bài viết này, Nhiên sẽ đập vào mặt cái thằng quân chương, thằng quân chương và cái đám mà bọn phản động lưu vong. Chờ mẹ tí xíu, mẹ làm, chờ mẹ tí xíu đi, mẹ đưa cho con. Không có gắn vô đó được, lấy cái trên kia, trên lầu kia kìa. Đó. Đây nè, con gắn đi. Đó, con gắn có được thì con gắn đi. Nó quậy nhiên cỡ đó. Đó, mỗi một người dân đang ở nước ngoài mà được một cái bách bo, được cầm một cái bách bo và đăng ký sau trên đất nước Mỹ, hiện nay giờ còn 7.000 người đăng ký muốn về Việt Nam. Mà hiện nay giờ là sau lưng cái chuyến bay vừa qua là mẹ Tâm Thái gặp, sau lưng đó còn trên 7.000 người đăng ký về Việt Nam. Khi mà một người dân ở quốc tịch nước ngoài mà bước lên máy bay mà để đi về Việt Nam là họ nói sao? Họ đã nói là tôi đã thoát khỏi tử thần Covid-19 trên xứ người. Tất cả người dân mà bước lên máy bay để bước bay về Việt Nam thì bao nhiêu người dân bước lên sân bay máy bay đó? Con mở rồi. Ừ. Con
Con lên mở đi. Đó, thì bao nhiêu người dân bước lên máy bay là họ đều mừng, họ nói là tôi đã thoát khỏi án tử rồi. Thiệt anh chị á nha, nhưng làm clip mà có em bé như khó làm lắm. Rồi chị phái con lên, lên con mở đi. Đó, thì qua một cái bài viết này nè, qua một cái bài viết này nè, Nhiên sẽ đập vào mặt, đập vào mặt cái thằng quân chương và cái đám phản động lưu vong. Đó, lúc nào nó muốn xuyên tạc xúc phạm Bác Hồ, tại vì Bác Hồ đã hy sinh cho dân tộc chúng ta để đi tìm đường cứu nước, để mà khi mà Bác quay về đất nước là cùng nhân dân trong nước đánh đuổi được giặc Pháp, đánh đuổi được giặc ngoại xâm, rồi đánh đuổi được giặc Mỹ. Cho nên Bác Hồ kính yêu của chúng ta lúc nào cũng trong tim của mỗi một người dân. Cho nên cái tình dân tộc, cái tình đoàn kết của dân tộc chúng ta rất là mạnh mẽ. Cho nên cái bọn phản động này lúc nào nó muốn xuyên tạc hình ảnh Bác Hồ của chúng ta để chi? Để mất uy tín trong lòng nhân dân. Đó, để mất niềm tin vào Bác. Cái bọn phản động nó như vậy đó anh chị. Lúc nào nó muốn xóa hình ảnh Bác Hồ của chúng ta trong đôi mắt của nhân dân 96-98 triệu dân của chúng ta. Đó là âm mưu của thế lực thù địch và cái bọn giặc ngầm ở hải ngoại. Thì qua một cái bài viết này Nhiên sẽ đưa, đây là một thành viên phi hành đoàn. Con bước vô trong ke cho mẹ làm clip. Đây Nhiên sẽ đưa cái hình ảnh của một thành viên trong phi hành đoàn vừa ở Xích Đạo trở về nha anh chị. Nhiên đưa cái hình ảnh của cái người phi hành đoàn trong chuyến bay vừa qua cho anh chị coi nè. Đây anh chị thấy một cái mặt của anh phi hành đoàn này không? Trong cái đoàn người mà rước 219 người về vừa qua, hy sinh cho ai? Hy sinh đó cho nhân dân đi rước dân về. Đó, anh chị thấy không? Mang khẩu trang cái mặt bị hằn sâu những cái vết mà đeo khẩu trang như vậy đó. Đó, anh chị thấy không? Anh chị thấy thương không? Đó là gì? Đảng nhà nước và những người làm trong mà đảng nhà nước hy sinh cho đất nước. Chị thấy không? Người phi hành đoàn như thế này anh chị thấy cảm thấy xúc động không? Anh chị xúc động không? Qua một bài viết này thì Nhiên đưa cho anh chị xem. Nhiên đưa cho anh chị xem một cái bài viết này của những người trên chuyến bay đó. Đây là một bài viết trên chuyến bay mà vừa từ ở Xích Đạo Sydney về nha anh chị. Những vết hằn vì tình nghĩa đồng bào. Ra máy đi rồi chút mẹ làm xong rồi 2 phút nữa mẹ đưa máy. Mẹ làm một bài này ra máy đi. Ngồi đây đi. Nhiên làm đọc lại cái bài viết này của cái Nhung Nguyễn này cho anh chị nè. Những vết hằn vì tình nghĩa đồng bào. Đây là một tấm ảnh Nguyễn Hữu Trung, một thành viên trong phi hành đoàn đi đón 219 người công dân Việt Nam từ Sydney Xích Đạo trở về nước, chia sẻ trên Facebook cá nhân. Trong 229 người công dân được đón về hôm qua thì đã có hơn 100 người đã nhiễm Covid-19. Anh chị có đất nước nào mà đi rước người dân mà đang nhiễm Covid-19? 229 người. 229 người, trong đó có phi hành đoàn mình trong đó nữa, mà trong đó hết 100 người đã nhiễm Covid-19 đi rước công dân đi làm nước ngoài về, mà đi rước công dân nước ngoài người Việt mình về. Anh Trung tâm sự, đáp xuống máy bay Nội Bài, hành khách vỗ tay rồi hô lên: sống rồi anh em ơi. Quay sang nhìn đồng nghiệp cũng nước mắt lưng tròng vì cảm động. Về nhà rồi,
Mình sẽ nhớ mãi cảm xúc này, cảm xúc của yêu thương, của lo lắng, của niềm tin và cả sự chờ đợi. Các anh chị có nghe rõ không ạ? Tôi là bác sĩ đây. Chúng ta còn 3 tiếng nữa là về với nước Việt Nam. Các anh hãy cố gắng lên nhé. Đó là những lời mà đội ngũ y bác sĩ gửi gắm tới bệnh nhân trên chuyến bay. Anh chị thấy đọc qua những cái bài viết này nó rất cảm động không anh chị? Hãy lưu giữ những gì chúng ta nói với nhau, ai cũng sợ, ai cũng lo. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta đã dám làm một việc vô cùng đẹp. Ở Việt Nam, anh hùng thường xuất hiện ở những thời điểm khó khăn như thế, bởi vì ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ở Xích Đạo, Jenny Xích Đạo chị ạ. Jenny Xích Đạo rồi nè anh chị. Nè mẹ đưa lại cho con đi ra trước đi. Con ra trước, con không được bắt ở đây. Đi ra trước đi. Ừ mẹ thương. Ừ mẹ đi gầy con hả, mẹ thương con đó. Con đi đi. Đó anh chị, đó là một cái bài viết từ bác sĩ, từ y và một đội là y tá bác sĩ ở trên chuyến bay đó. Và nhờ những phi hành đoàn anh chị đọc tên nước đó, Jenny Xích Đạo đó, anh chị thấy không, một cái bài viết của một người mà phi hành đoàn viết, khi mà phi hành đoàn mà bước xuống chuyến bay chơi mà đưa công dân xuống đất nước Việt Nam mình rồi á, thì tất cả đều ôm nhau và hả đều là ôm nhau mà đều khóc. Bước xuống, đặt chân xuống tới đất nước Việt Nam thì 229 người đó, từ y bác sĩ và từ mà phi hành đoàn và những người và 219 người dân đó đều cùng nhau mà ôm nhau mà nước mắt lưng tròng anh chị. Đó anh chị thấy không? Cái đó là gì? Đó vậy là gì? Tình quê hương, đất nước Việt Nam, nước mẹ Việt Nam lúc nào cũng che chở cho các con. Trong khi đó, có những một số thành phần chống phá nhà nước như là mẹ Tân Thái cũng đi về đất nước Việt Nam. Là sao? Cũng sao sẵn sàng giang tay chào đón những người như mẹ Tân Thái. Để chi? Để cho tránh dịch và trị bệnh Covid-19 đó. Có phải đất nước Việt Nam là một người mẹ lúc nào cũng bao dung không? Đất nước Việt Nam là người mẹ lúc nào cũng bao dung. Dù các con đi bất cứ nơi nào ở trên thế giới này, khi mà các con có những cái gì nguy hiểm thì lúc nào mẹ Việt Nam cũng dang vòng tay để đón các con về với mẹ, để mẹ chăm lo cho các con. Đó anh chị thấy không? Đó đất nước Việt Nam của chúng ta là đoàn kết đó, như vậy đó anh chị. Đoàn kết mà tự lực tự cường và có tấm lòng bao dung, lúc nào cũng tha thứ khoan dung, yêu các con như vậy. Anh chị thấy sự thật là nó phơi bày không? Bởi vì cho nên cái bọn phản động, anh chị, cái bọn phản động lúc nào nó cũng xuyên tạc về đường, chứ xuyên tạc về đảng lãnh đạo nhà nước ta, xuyên tạc về Bác Hồ. Đó. Nhưng mà anh chị thấy không? Nó xuyên tạc 45 năm qua, thời chúng ta chưa bao giờ có mạng truyền thông này. Chưa có mạng truyền thông này, nó xuyên tạc 45 năm qua. Có làm gì được đất nước ta không? Nó càng xuyên tạc thì đảng nhà nước chúng ta tạo điều kiện có công ăn việc làm cho người dân, để người dân có công ăn việc làm, để người dân trên đất nước Việt Nam có công ăn việc làm để phát triển kinh tế mỗi ngày một giàu đẹp lên. Thì cái bọn phản động lưu vong và thế lực thù địch và cái bọn giặc ngầm bên ngoài thì nó sẽ cai cú. Nó cai cú và nó ngày đêm nó sẽ chăm nó chọt để mà nó phá đi cái sự bình yên của đất nước Việt Nam ta. Và cái bọn giặc ngầm nó cho tiền, nó mướn cái bọn mà như thằng Quân Chương, Tân Thái, Bên Chương để phá đi cái sự bình yên của nhân dân trong nước. Và nó gì?
nó bôi nhọ để làm mắt danh, nó bôi nhọ Bác Hồ và lãnh đạo ta ở trên trường quốc tế. Cái đó là gì? Cái đó là thế lực thù địch, thế lực ngầm. Lúc nào nó bôi, nó không, ngày xưa là Mỹ hậu thuẫn, Pháp hậu thuẫn cho chúng nó, mà không đánh được Việt Nam, nó không lấy được Việt Nam chúng ta, thì bây giờ nó chơi cái trò, nó chơi cái bọn giặc ngầm ở nước ngoài, nó chơi cái trò là anh chị, nó chơi cái trò là sao? Nó bơm tiền cho cái bọn mà như thằng Tân Thái, Bê Ni Chương và những cái tổ chức nước ngoài, để làm chi? Để bắt tay với thành phần một số phản động trong nước, để mà quậy phá, để làm rối loạn mất an ninh trật tự đất nước Việt Nam chúng ta, để cho người dân chúng ta để không còn tin tưởng vào Bác, không còn tin tưởng vào Đảng nhà nước ta. Đó là âm mưu của thế lực thù địch và cái bọn giặc ngầm ở nước ngoài đó anh chị. Và cái clip là hôm nay Nhiên nói đó, anh Nhiên tính làm nói luôn một cái đề tài kia mà thôi Nhiên ngưng lại, Nhiên không nói cái đề tài kia chắc ngày mai Nhiên nói đó anh chị. Bây giờ tất cả anh chị em chúng ta là nhân dân, tất cả toàn dân chúng ta, đừng có thấy mà về nhiễm Covid-19 một đợt hai này anh chị đừng có nghĩ gì, Nhiên thấy bình thường lắm anh chị. Nhiên cứ đi tung tăng cờ hơi, tại sao mình ở đây mình cứ bình thường, còn các anh chị ở thành phố Đà Nẵng, ở ngoài thì thành phố Đà Nẵng anh chị cứ ngồi yên, ở đâu ngồi yên đó. Chúng ta cùng Đảng nhà nước cùng bắt tay nhau đoàn kết để đánh một trận dịch này, cũng như là trận giặc ngày xưa, giặc Mỹ giặc Pháp vậy đó anh chị, chúng ta sẽ thành công. Cho để cho cái bọn giặc phản động nước ngoài và cái bọn giặc ngầm nước ngoài, thế lực thù địch nước ngoài, nó sẽ kính nể chúng ta đó. Nó xuyên tạc thì anh chị, nó xuyên tạc đi, nó lấy thế của nhân dân vậy chứ nước Mỹ, nước Pháp, nước Ý xài thế của ai? Xài thế của nhân dân. Mà tại sao những cái nước lớn đó mà lại nhân dân của họ chết chóc, rồi họ khi bạo loạn khủng bố mà cảnh sát của họ không được bảo vệ nhân dân của họ nữa, thì anh chị nhìn những cái trang mạng từ trên Facebook, từ trên YouTube đó, Nhiên không bao giờ xuyên tạc hay là Nhiên bịa đặt bịa chuyện. Đó là những hình ảnh lan tràn ở trên không gian mạng từ trên Facebook và YouTube đó. Qua câu chuyện này của cái anh mà phi hành đoàn này á, mà phi công này, thì cái vết hằn sâu mà đeo khẩu trang mấy chục giờ đồng hồ để mà rước dân về từ cái vùng dịch mà Sydney đó, xích đạo về đó anh chị, thì anh chị thấy không, một cái tình cảm của phi hành đoàn và tình cảm của y bác sĩ mà lúc ở trên sân bay, trên máy bay mà còn động viên nha, bác sĩ thì ở trên máy bay còn động viên nữa, động viên các bệnh nhân trên chuyến bay mà đó nữa. Bắt nhỏ lại cho mẹ làm. Bác sĩ trên chuyến bay 229 người đó, trong đó có 100 người bệnh, mà trong đó là có một tổ y bác sĩ trên đó, mà tổ y bác sĩ là còn động viên những người mà đang bệnh ở trên trong cái chuyến bay đó. Thì sao? Bác sĩ nói là các anh em ơi, còn 3 giờ đồng hồ nữa đã đáp xuống được sân bay rồi, chúng ta được đến về dưới mặt đất nước mẹ rồi, anh em cố gắng lên nhé. Đó anh chị thấy không, đó là một bài viết, đó là một sự thật của một phi hành đoàn để mà viết lên trang cá nhân Facebook của anh ta đó. Anh chị thấy không, bác sĩ của chúng ta, Đảng nhà nước ta cử y bác sĩ và phi hành đoàn đi rước người dân từ cái vùng mà xích đạo về để mà rước 219 người về như vậy. Có phải là Đảng nhà nước ta như một người mẹ không anh chị? Chính phủ mình, Đảng nhà nước ta có phải như một người mẹ đang lo lắng cho các con từ ở khắp các nơi không? Đó, khi mà các con để mà đi rước các con về bảo vệ cho các con đó, làm cha là mẹ đất nước Việt Nam cũng như là người cha người mẹ để mà lúc nào cũng lo lắng cho các con, anh chị thấy không? Cho nên